Và kính thưa quý vị, tiếp tục phần tin thế giới ngày hôm nay, một bản tin cho hay là chính phủ Cyprus thành lập ủy ban điều tra về tình trạng khủng hoảng quốc gia, tin từ Nicosia. Chính phủ Cyprus tuyên bố thành lập một ủy ban điều tra để tìm những kẻ phải chịu trách nhiệm đối với tình trạng kinh tế quốc gia. Ủy ban gồm có 3 thẩm phán về hưu sẽ điều tra việc sụp đổ của ngân hàng, duyệt xét khiếu nại của các cổ đông. Tình trạng tài chính của Cyprus đã tạo nên lo ngại đối với đồng euro. Điều kiện cho Cyprus vay 10 tỷ cứu nguy là lần đầu tiên làm cho người ký thác phải mất tiền. Một viên chức chính phủ nói rằng là ủy ban điều tra có thẩm quyền rộng rãi, nghiên cứu mọi quyết định, hành động và sự bất đồng tại mỗi cấp, từ quyết định chính trị tới quyết định của ban quản trị của các ngân hàng, các cơ quan cố vấn và những người ủy ban nhận thấy cần phải điều tra.